Theo truyền thông Nga, buổi giới thiệu vũ khí diễn ra từ ngày 24 đến ngày 26 tháng 11, theo Hiệp ước Nga-Mỹ về cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược, có hiệu lực năm 2011 và dự kiến sẽ kéo dài ít nhất đến năm 2021. Avangard là một trong những vũ khí chiến lược mới nhất được Tổng thống Nga Vladimir Putin công bố hồi tháng 3 năm 2018. Ông cho biết tên lửa này có khả năng bay lên lục địa với tốc độ gấp 20 lần tốc độ âm thanh. Tháng 12 năm 2018, sau khi thị sát cuộc phóng thử nghiệm thành công tên lửa này, ông Putin đánh giá tên lửa Avangard là bất khả xâm phạm trước các hệ thống phòng không và chống tên lửa hiện nay. Trong quá trình phóng thử, tên lửa đã bay hơn 6.000 km từ tỉnh Orenburg ở Uran tới bán đảo Kamchatka ở phía đông trước khi bắn trúng mục tiêu.